Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với gian bếp của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình có mua cho mình một cái dĩ sườn non. Không phải sườn non, sườn thôi chứ không phải sườn non. Một dĩ sườn, mình sẽ cắt ra và nướng nguyên một dĩ như thế này các bạn. Và bây giờ mình sẽ ướp nha, ướp. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái miếng này ra. Đó. Các bạn thấy sườn bên đây nó ngon dễ sợ. Coi nè. Wow. Họ làm nguyên một cái sườn này nè. Các bạn thấy sườn rễ là sườn riêng ha. Còn sườn non là họ cắt riêng như vậy đó các bạn. Còn ở bên Việt Nam mình là cứ cắt xui thì bán chung cái sườn dài với sườn non luôn. Sau khi chuẩn bị sạch sẽ hết thì bắt đầu mình sẽ ướp tỏi, hành, tím vào trong đây. Mình thích cái tỏi và hành tím nhiều để nó khử cái mùi tanh của cái thịt và nó làm cho miếng thịt mà khi mình nướng lên nó sẽ thơm hơn nha mọi người. Ok, rồi. Đổ vào. Bây giờ bắt đầu mình sẽ nêm cái gia vị cho nó vào đây nha. Một muỗng bột canh. Cái này là bột canh, cái này là hạt nêm. Đây mới là bột canh đây. Nửa muỗng bột canh thôi các bạn. Ít thôi. Cho nó thấm ít thôi nha các bạn. Chưa tới nửa muỗng đâu nha mọi người nha. Rồi. Đây là sa tế. Sa tế này mình làm sẵn, mình làm ở nhà các bạn. Một muỗng sa tế. Tại mình không muốn làm cay quá, con trai mình ăn không được. Còn đây là barbecue của Mỹ nữa các bạn. Đó, mình sẽ cho vào. Bữa nay ướp theo cái kiểu Mỹ mà lai lai Việt Nam đi ha. Ok, cho nhiều vô. Còn chút xíu sẽ cho một ít ớt màu. Ớt màu này để tạo cái màu cho nó đẹp hơn nha mọi người. Tại vì thường cái barbecue của Mỹ á, họ không có ướp màu nhiều cho nên mình thấy nó không có đẹp. Đó. Cái bí quyết mà dạo này mình nướng thịt nó ngon á, và nó có bị ngọt ngọt chua chua thì mình sử dụng cái tương cà này các bạn. Bạn cho vô khoảng 2 muỗng nha. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ đeo cái tay và mình trộn lên hết, bắt đầu trộn lên nè các bạn. Trộn cho nó thấm gia vị nha mọi người. Rồi, tới bên đây. Thơm lắm rồi đó các bạn. Rồi. Sau đó là mình sẽ đi ra ngoài sau và đốt than lên và nướng. Xong.
Xin chào cả nhà, bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng ăn với mình nha. Đói quá các bạn ơi. Bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng ăn với mình nha. Mình làm cho các bạn xem trước. Bây giờ mình sẽ ăn thử trước khi chấm nước mắm nè. Quá ngon. Mời tất cả mọi người cùng ăn chung với mình nha. Ngon quá các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Rau nè các bạn. Đó, rau ngoài vườn. Bữa mình ăn cua lột vẫn còn các bạn. Chấm vô nước mắm. Quá ngon. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ gói rau. Mình gói rau không cần chấm nước mắm luôn. Giờ tí tô nữa nè các bạn. Đó. Ây da. Rồi. Một bên là rau, một bên là thịt. Tuyệt vời quá. Trong cái miếng thịt á, mình rớt nó hơi cứng. Cho nên nó thấm vô miếng thịt rất là ngon các bạn. Chập nướng lửa than. Nó thơm lắm. Xong rồi. Thịt nướng cắm có hai cái hết rồi. Ok. Giờ mình sẽ ăn tiếp. Wow. Phải ăn miếng rau các bạn ơi. Không có rau không ngon. Thấy nè, rau ngoài vườn của mình và trồng tươi xanh các bạn nè. Trời ơi, chắc có lẽ là em đang đói bụng cho nên ăn miếng thịt quá đã luôn các bạn. Mời tất cả mọi người tiếp nha. Mọi người thấy không, miếng thịt nè, trời ơi mướt. Nó một cái vị, cái vị cay cay the the của cái lá min đó các bạn. Rồi để mẹ mình cho các bạn xem cái lá min đây nè, là cái lá bạc hà đó nè, cái lá bạc hà nè, nó có vị the the rất là ngon khi mà mình ăn với chung với cái thịt nướng. Còn đây là lá quế đó. Rồi ha, lá quế, lá min ha, lá min là lá bạc hà đó mọi người, bạc hà ha, tía tô ha. Rồi với một lá salad nữa đây, gói vô, có chấp cá luôn, có chấp cá. Rồi húng lũi nữa các bạn, đó húng lũi nữa ha. Đây, húng lũi nha. Cho vô luôn. Rồi. Rồi, xong. Rồi, dạ. Rồi. Gói lại. Ai dạ, ai dạ. Nhúng miếng nước mắm đi, cho nó thấm thấm. Vô. Quá đã mọi người ơi. Mình thích ăn BBQ cầm như thế này, vừa cạp.
salad, salad. Rồi thịt cá. Trang tiếp cái miếng này nha. Cái miếng sườn khi nãy mình quay cho các bạn xem á là hai miếng, còn miếng sườn dài như thế này mình cắt làm hai các bạn. Quá ngon. Các bạn thử ướp cái kiểu này đi các bạn, ngon quá. Ướp cái vị này nó lạ mọi người ơi, nó vừa có cái hương vị của người Tây Tây và ta ta trong đó, nó rất hợp với khẩu vị người Việt Nam mình luôn á. Mà cái bột ướp của Mỹ á, nó có cái vị đặc trưng, nó lạ, nó làm cho cái mùi nó khác so với thay vì mình ướp mình mua vị hương không. Rau chấm nước mắm không cũng ngon. No rồi các bạn ơi, đói thôi chứ ăn có hình như 3 miếng hả mọi người, 3 miếng mà quân bình ra là thành 2 miếng, tại vì 2 miếng nhỏ, 1 miếng lớn là thành 2 miếng. Rồi xong, bây giờ gói rau ăn. Mình thích ăn rau gói lắm các bạn ơi. Ai mà đi ăn chung với mình là cũng sẽ biết cái sở thích này của mình. Gói chung với nhau vậy đó, bắt đầu ăn. Trời ơi, hết bài. Cái mùi thơm nó hòa quyện vào lá bạc hà đây. Húng lưỡi đây. Húng lưỡi rau thơm đây. Ở bên đây cái rau mà cái thân màu tím tím á, nó mát lắm và khó dòng nữa, cho nên á đi ăn phở họ cho có một miếng ít lắm. Rồi chấm nước mắm các bạn. Quá vậy, cái phần này mình sẽ chừa lại cho con trai mình chút xíu à, ảnh ra đây chơi mình sẽ đút ảnh ăn. Các bạn thấy như thế nào? Nếu các bạn cảm thấy cái miếng thịt nó ngon thì các bạn hãy áp dụng các phương thức mà của Minh hướng dẫn cho mọi người nha. Thì cái này là Minh kết hợp giữa tay và ta, mà Minh phát hiện ra được một điều nữa là khi mà các bạn ướp và các bạn nướng thì các bạn hãy chỉ cần đổ một chút xíu nước cà chua đó các bạn, nước cà đó, thì khi mình ướp mình nướng lên đó, cái màu của nó vừa vàng đẹp mà nó có cái vị ngọt ngọt và cái hậu chua nhẹ của cái vị cà rất là thơm, và khi các bạn nướng lên đó, nó hòa quyện vào, nó
mình không có cảm nhận được, mình không có biết hương vị chua đó từ đâu. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Nhớ đừng quên đăng ký, like, subscribe, ủng hộ kênh Duy Minh nha. Bye bye mọi người.